Kim Ngân chào các bạn. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để luôn nhận được video mới nhất. Ai đó ví đời người như một bát cháo. Từng hạt gạo trắng ngần nhờ trải qua quá trình ninh nấu mới có thể mềm nhuyễn thơm ngon. Cũng có người ví kiếp nhân sinh như một thang thuốc đắng, cần đun lửa nhỏ liu riu để chữa khỏi bệnh cho người. Giàu sang phú quý cũng có thể được cải thiện dựa trên việc làm của mỗi người. Nếu bạn có 4 đặc điểm sau đây, chứng tỏ bạn là người có phúc khí lớn, dù có xuất phát trắng tay thì hậu vận cũng giàu lên nhanh chóng. Thứ nhất, người có thể chịu đựng mới có được tài phú hậu vận. Ai đó ví đời người như một bát cháo, từng hạt gạo trắng ngần, nhờ trải qua quá trình ninh nấu mới có thể mềm nhuyễn, mới có thể thơm ngon. Lại có người ví cuộc đời như một bát canh hầm, cần nấu một cách từ từ trong thời gian lâu mới đượm lên mùi vị ngọt ngào, thơm ngon quyến rũ. Cho dù đúc kết hay so sánh với bất kể điều gì, thì đó cũng là một sự từng trải. Sự từng trải ấy cần qua thời gian lâu dài mới có được trải nghiệm. Đó gọi là chịu đựng. Chịu đựng là khi bạn không dễ dàng bỏ cuộc, không dễ dàng thay đổi. Đó là khi vui vẻ mà vẫn giữ sự kiên định trong tâm. Khi buồn đau vẫn không đánh mất tia hy vọng vào cuộc sống. Trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn trân trọng từng ngày tháng trong cuộc đời. Chịu đựng là khi bạn bình thản, lãnh đạm với mọi điều xung quanh, luôn có ý chí phấn đấu tiến lên, kiên trì cố gắng đạt được mục tiêu, mặc cho sóng gió phong ba hay những lời đàm tiếu, thì tâm vẫn không lay chuyển. Đó là người biết được sự rắc rối phức tạp của cuộc sống, rằng cuộc đời không phải lúc nào cũng như mơ. Vậy nên họ luôn giữ tâm thái thản nhiên, bao dung, khoáng đạt với tất cả những điều hợp lý và không hợp lý quanh mình. Đừng vì một làn gió xuân mà nhất thời đắc ý. Cũng đừng vì một vài lần thất bại mà coi thường bản thân. Cuộc đời không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Sẽ có lúc ta cảm thấy đắc ý, nở mày nở mặt vì làm được điều gì đó. Trái lại, cũng có lúc sẽ cảm thấy chán nản, mệt mỏi khi chuyện không được như mong nguyện. Những anh hùng lưu danh thiên cổ đều là những người biết cương, nhu đúng lúc. Thắng không kiêu, bại không nản, kiên định vững vàng, vấp ngã rồi lại đứng lên tiến bước. Tôn Tẫn bởi có thể chịu đựng mới hoàn thành được tác phẩm nổi tiếng để đời, Bình Pháp Tôn Tử. Từ Mã Thiên bởi có thể chịu đựng suốt 18 năm ròng mới hoàn thành được bộ Sử Ký Tiếng Thơm Ngàn Đời. Biết nhẫn nhịn mới có thể trải nghiệm được hết đắng cay ngọt bùi. Biết chịu đựng mới có thể lùi một bước để tiến ba bước, mới có thể viên mãn công thành. Thứ hai, người làm điều tốt không cần suy tính, mang ơn không bao giờ quên. Trong cuốn sách về những lời dạy của Chu Tử có dạy rằng, làm điều tốt không cần suy tính, mang ơn người đừng bao giờ quên. Tuổi thiếu thời, Hàn Tín sống một cuộc sống vô cùng nghèo khổ, cơ cực. Một ngày nọ, Hàn Tín không còn gì để ăn. Ông không còn cách nào khác là ngồi ở bờ sông ngoại thành Hoài Dương và câu cá. Lúc ấy có nhiều phụ nữ đang giặt giũ bên bờ sông. Trong số ấy có một người phụ nữ để ý thấy rằng Hàn Tín trông có vẻ đói và xanh xao, dường như đã lâu lắm rồi không được ăn gì. Bà liền chủ động mang thức ăn của mình tặng cho Hàn Tín. Cứ như thế, Hàn Tín đã được người phụ nữ kia tặng cho thức ăn trong suốt hơn 10 ngày liền. Lòng tốt của người phụ nữ ấy đã khiến Hàn Tín vô cùng cảm kích và xúc động sâu sắc. Cảm thấy ân huệ của người phụ nữ kia đối với mình nặng như ngọn núi. Vì vậy, Hàn Tín đã nói với người phụ nữ đã tặng cơm cho mình rằng: "Trong tương lai, tôi nhất định sẽ tận tâm báo đáp ân huệ của bà." Không ngờ, người phụ nữ kia trả lời thật với một giọng rất bình dị. Một người đàn ông đích thực phải tự chăm lo được cho cuộc sống của bản thân. Tôi là vì thấy cậu đáng thương nên đã cho cậu thức ăn. Nếu tôi gặp người khác đang chịu khổ vì đói khát, tôi cũng sẽ làm như thế. Vì vậy, tôi không cần cậu phải báo đáp gì cho tôi cả. Nhiều năm trôi qua, người phụ nữ kia đã không còn nhớ gì về việc mình đã tặng thức ăn cho Hàn Tín. Bà từ lâu đã quên bẵng đi chuyện nhỏ nhặt ấy rồi. Nhưng Hàn Tín thì không lúc nào quên ân huệ của bà. Sau khi đã công thành danh toại, Hàn Tín trở lại quê hương. Việc đầu tiên mà ông làm là đi tìm người phụ nữ mà ông đã gặp trong thời trai trẻ
và báo ơn bà bằng một lượng tiền vàng rất lớn. Trên thế gian này, chỉ những người đại trí mới hiểu được đạo lý không cầu mà tự đắc. Nếu một người nào đó có thể làm ơn mà không cầu được báo đáp, thì người ấy đã vượt xa cảnh giới tư tưởng của một người bình thường. Trong cuộc sống đời thường, nếu bà có thể giữ vững được nguyên tắc làm người, làm ơn mà không cần đáp trả, nhận được ơn huệ mà không bao giờ quên, thì bạn nhất định sẽ tích được đại đức cho tương lai. Có một số người mặc dù cũng biết được rằng làm việc thiện là tốt, nhưng một khi làm việc thiện không nhận được sự báo đáp đã nhanh chóng trở nên thất vọng, thoái chí. Thậm chí họ còn nghi ngờ rằng thế gian liệu có thực sự tồn tại thiên lý, thiện ác có báo. Điều này đơn giản là bởi vì lòng nhân từ của họ không đủ thuần túy trong sáng mà nên. Làm ơn mà không cầu báo đáp, quý giá nhất ở chỗ vô tư không cầu lợi. Nếu mỗi người khi làm ơn đều có thể suy nghĩ được ở cảnh giới này, khẳng khái giúp tiền khi thấy người gặp nạn, gặp người đang bị khốn cùng thì sẵn sàng ra tay cứu giúp, và sau đó không quan tâm rằng liệu người mà họ giúp có thể hoàn trả lại cho hay không. Trong lòng hoàn toàn bảo trì được tâm thái thanh thản, không oán giận, không hối tiếc. Nếu có thể làm được như vậy thì người ấy đã tích được đại đức, và trong tương lai người ấy chắc chắn sẽ nhận được phúc báo vô cùng to lớn. Thứ ba, người ổn trọng, bình tĩnh trong mọi tình huống. Có câu nói, muốn làm việc lớn cần phải có tĩnh khí. Các bậc thánh nhân càng gặp phải những việc lớn kinh thiên động địa, việc nguy hiểm thì càng có thể tĩnh tâm như nước, không hề sợ hãi. Có một số người khi gặp việc lớn lại rất hoảng sợ. Đó là vì họ không đủ tự tin, cũng chính là không có năng lực và bản lĩnh kiểm soát đại sự. Có câu nói, cơn nóng giận giống như đốm lửa trong tay, khi chưa ném sang người khác, nó đã đốt cháy tay chính mình. Vì vậy, người có nội tâm tĩnh lặng sẽ không để ngọn lửa sân hận thiêu đốt chính mình, và cũng không làm những việc khờ dại khi bất bình, bởi tâm họ tĩnh như nước. Mỗi một người đều có cảm xúc. Nếu như khi gặp phải những chuyện không thuận tâm liền buông lơi cảm xúc, sẽ chỉ khiến cho vấn đề càng trở nên rối rắm phức tạp. Tâm trạng rối bời cũng giống như chiếc xe đang lao nhanh xuống dốc. Nếu không biết đạp thắng cho xe dừng lại ngay lúc đó, chiếc xe có thể lao xuống khe núi, xe hỏng người chết cũng là điều khó tránh khỏi. Thứ tư, người dứt khoát, quyết đoán. Vào ngày 30 tháng 1 năm 1933, Hitler trở thành thủ tướng của Đức, bắt đầu kỷ nguyên quốc xã. Mà một trong những mục tiêu của đảng quốc xã chính là đánh đuổi người Do Thái. Cùng ngày hôm đó, Einstein cùng vợ đã trốn thoát khỏi Đức thành công, bắt đầu hành trình đến thăm Hoa Kỳ. Ngày 26 tháng 5, Einstein đến đại sứ quán Đức để trả hộ chiếu và tuyên bố từ bỏ quốc tịch Đức. Sau đó, đảng quốc xã đã bắt và giết vô số người Do Thái. Einstein nhờ quyết định dứt khoát lúc đó mà sau này có thể an ổn dưỡng tuổi già ở Hoa Kỳ. Einstein là một người vĩ đại. Nhiều người cho rằng điều ưu tú ở ông là khám phá ra thuyết tương đối. Thực ra, ở ông có một đặc điểm còn nổi trội hơn, đó là tính nhạy cảm cao với chính trị. Tục ngữ có câu, lúc nên đoạn tuyệt lại không đoạn tuyệt, sau này tất phải gánh lấy hậu quả. Những người thành công, đa số đều là người quyết đoán. Họ dám từ bỏ, cũng dám bắt đầu lại từ đầu. Quan trọng hơn là họ có dũng khí đối diện và gánh chịu những sai lầm mà họ đã lựa chọn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký và nghe trọn bộ 85 audio sách nói bản quyền mới nhất tại địa chỉ usbsach.com, nhập mã giảm giá VIP 1 để được giảm thêm 10%. Link đăng ký đã có phần mô tả phía dưới video này. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.